4 nhân viên Google bị đuổi việc. Google sa thải 4 nhân viên trong vụ việc được hãng mô tả vi phạm chính sách an ninh dữ liệu, làm gia tăng căng thẳng giữa ban quản lý và nhóm nhân viên phản đối chính sách. Tờ Bloomberg cho biết Google đã gửi email cho toàn bộ nhân viên, thông báo về vụ việc hôm thứ Hai. Công ty từ chối bình luận về động thái này. Trong suốt 2 năm qua, một số nhân viên Google đã phản đối chính sách phát triển của hãng, bao gồm định hướng hợp tác với giới quân sự lập trung tâm nghiên cứu kiểm duyệt tại Trung Quốc và cách xử lý lãnh đạo bị buộc tội quấy rối tình dục nhân viên. Những tuần gần đây, căng thẳng được đẩy lên cao khi nhân viên phê phán chính sách quản lý, trong đó có triển khai công cụ theo dõi trình duyệt web của nhân viên, thuê công ty tư vấn có lịch sử chống đối công đoàn, nhằm dập tắt phong trào phản đối nội bộ. Một nhân viên Google nói trên Twitter rằng công ty sa thải nhân viên để gian đe những người còn lại. Hôm thứ Sáu, hơn 200 nhân viên đã biểu tình bên ngoài văn phòng Google ở San Francisco, yêu cầu phục hồi chức vụ quản lý cho Rebecca Rivers và Lawrence Berland. Rebecca Rivers bị chấm dứt hợp đồng lao động vì phản đối Google tham gia dự án của quân đội. Trong khi đó, Lawrence Berlin phản đối chính sách xử lý phát ngôn mang tính thù hận trên YouTube.